cầm vào cho em đi. Con này tiện thế. Hai người đẹp. Anh đến gặp sếp em à? Ông ấy tớn tác lên đi tìm vợ rồi. Nhìn thấy em là anh không nhớ đến sự tồn tại của sếp em nữa. Hôm nay tâm trạng của em không tốt, không tán gẫu với anh được đâu. À, từ từ. Anh đi công tác một tuần liền mới về mà thái độ của em như thế à? Đã một tuần rồi á? Lâu quá phải không? Không ý. Tại em cũng không nhớ đến sự tồn tại của anh, cho nên không nghĩ một tuần nó lại trôi qua nhanh thế. Vậy thì một bữa ăn có thể cải thiện tình không? Ăn à? Ừ. Cũng được. Thế thì lên xe. Trời ơi đẹp trai nè. Trời ơi nụ cười duyên quá. Trời ơi. Mắt đẹp, mũi đẹp, môi đẹp. Cái gì cũng đẹp. Mà mít chân có dài. Chào em. Anh Long. Chân dài chuẩn lương. Mời anh ngồi. Công nhận á là anh không có ăn ảnh. Ở ngoài trông anh đẹp trai hơn nhiều. Cảm ơn em. Em cũng rất đẹp. Anh nói cái điều mà ai cũng thấy hết trơn á. Nhưng mà sao riêng anh nói thì khác. Sao đấy? Rớt tim em đó. Em gọi đồ chưa? Chưa, em đâu biết anh ăn gì đâu mà gọi. Nhưng mà kể từ ngày hôm nay, em quyết định rồi, anh ăn cái gì thì em ăn theo. Em ơi, em đâu rồi? Em gửi chị menu. Anh gọi đi. Trong menu có em mới chậm hơn. Cho anh xem này. Để em rót rượu cho anh. À, em đang thắc mắc là tại sao hôm nay em lại dễ dãi như thế, rủ phát đi luôn. Em đang hơi hối hận đấy. Sao thế? Thì thái độ của anh từ lúc trên xe đến giờ làm cho em cảm thấy bị thiếu an toàn. Linh cảm của em là đúng đấy. Nhưng mà anh đang chờ xem sự phối hợp của em với anh như nào. Ơ trùng hợp quá nhỉ. Hai sếp. Hai người hẹn hò nhau rồi đấy à? Không biết đây có phải là tiệc hồng môn không nhỉ? Tiệc hồng môn là gì hả anh? À, tiệc hồng môn là tiệc tình yêu ấy. Tiệc thì ngồi chung đi. Vừa vặn đủ đôi đủ cặp luôn này. Chị vui nhưng mà em không vui. Hôm nay là buổi hẹn hò đầu tiên của em với Long, nên là em muốn riêng tư. Xin lỗi chị. À, bạn gái anh là người thích đùa mà. Anh xin lỗi nhá. Hai người cứ tự nhiên đi. Em ngồi bên kia. Em gửi chị menu. Gọi món đi. Bên kia ăn gì mình ăn đấy nhá. Em bị điên à? Bảo em chọn mà. Quyết định thế đi. Em thích xe em à? Thích
anh đây này. Anh mới là sếp của nó. Anh là sếp của anh bao giờ? Trong anh chả có chỗ nào giống sếp cả. Chả phải suốt ngày léo đéo theo anh đòi xin hợp đồng. Người đi xin xỏ, đương nhiên cấp dưới. Công nhận là cái tư duy của anh logic và thông minh ghê cơ ấy. Mà khen. Người nhiều ưu điểm với anh, đã đủ tiêu chuẩn làm người em chưa? Lại quá thừa. Phải công nhận là anh có rất nhiều tài. Mà cái tài lớn nhất lại là tài tán gái đấy, anh biết không? Chứ sao? Nhưng anh lại thiếu mất một điểm. Thiếu gì? Bổ sung luôn. Đấy chính là cái đức. Người có tài ý, mà không có đức ý, thì nó như kiểu là mặc áo mà không mặc quần ý. Thì từ đấy em nhìn vào đây là có ý gì á? Phải công nhận á, là đi ăn với anh thì đồ ăn bỗng trở nên giá trị hơn. Thì ăn thêm đi. Ăn nhiều quá. Em tính hết rồi. Bữa này á, thì em sẽ trả. Xong rồi thì anh sẽ đưa em đi đi ca. Đi ca xong rồi thì đi ba. Đi ba xong rồi thì đi về gặp cha em. Cha em nói là gặp ai mà làm rớt tim á thì chốt đơn luôn. Ăn đi em. Đừng có chốt luôn không hả em? Hả? Ăn đi em. Anh chứ gì anh, ăn ưu liêu tốt lắm nè. Trời ơi. Người đẹp mà buồn đấy. Ôi, mẹ đợi con. Về rồi hả? Sao về sớm thế? Mẹ thấy Kỳ Duyên nói hôm nay lịch trình dày đặc cơ mà. Thì con biết mẹ đợi, nhưng con phải báo kết quả cho mẹ đây. Sao? Kết quả thế nào? Nói mẹ nghe xem nào. Con bé này được đúng không? Nói chung là quà này mẹ giới thiệu quá là được luôn. Đấy, mẹ đã nói rồi. Cứ tin vào con mắt nhìn của mẹ. Họ ấy là họ ưng con lắm rồi. Bây giờ chỉ chờ mỗi ý kiến của con nữa thôi. Nhưng mà... Sao? Con đang lo. Chính vì quá ổn cho nên là con sợ không với tới được ạ. Vớ vẩn. Bình thường con tự kiêu lắm cơ mà. Sao tự nhiên lại mất tự tin thế hả? Con phải tự tin lên. Đã có mẹ chống sau lưng con rồi. Cứ mạnh dạn mà tiến lên. Nhỡ con lên mây quá mẹ không kéo xuống thì sao? Cái thằng này lại trêu mẹ rồi. Duyên à, anh đây. Anh về nhà rồi. Nói chuyện mẹ anh nhá. Thôi, hai đứa nói chuyện với mẹ. Ừ, bác đây. Vừa mới về. Thấy thái độ có vẻ vui lắm. Khởi đầu như thế là tốt lắm rồi. Cứ thế nhá. Quen cô một thời gian ngắn thôi, nhưng mỗi lần cô lại để lại cho tôi biểu tượng khác nhau đấy. Ý tôi là nếu cô để ý, cô sẽ thấy tất cả mọi người đều có ý điểm hơn cô. Tôi có mắt thứ ba đấy. Tôi chưa về không ngủ được à? Em hôm nay nom cũng được. Ngon. Cứ giọng như cái bọn lưu manh. Thế á? Mà anh không biết ý, người mà thường nói đạo lý sống không ra gì. Hả? Tôi là típ người thô nhưng mà thật. Sao im lặng thế? Nói đúng quá không nói được gì à? Sợ cô mất hứng thôi. Không cãi lại được còn ra vẻ. Mà tôi thấy bọn tôi đẹp đôi đấy. Cô ấy được không? Được.
đến với nhau đi cho thế giới trong lành. Này. Nè. Sao nghe giọng có mùi gato thế nhỉ? Hay là cô thấy người ta vừa đẹp vừa giàu hơn cô nên ghen tị đúng không? Tôi là độc nhất vô nhị. Đừng bao giờ so sánh tôi với mấy em bánh bèo nghe chưa? Nghe chưa? Bỏ ngay cái trò bất vệ sinh đi nhá. Bác ạ. Nam này. Dạ. Bà ngủ chưa cháu? Rồi ạ. Bác dặn nhá, cháu nhớ đặt đồng hồ 1 tiếng dậy 1 lần. Để làm gì ạ? Dậy xem bà thế nào. Bác sợ bà dậy mà không nhìn thấy cháu ấy, bà lại bỏ đi mất. À, dạ. Mà cũng muộn rồi đấy, cháu đi ngủ đi. Vâng ạ. Long này. Dạ. Kỳ Duyên nói nó nhớ con quá, con gọi lại cho nó đi. Vâng, con gọi luôn đây. Coi mình nhô xin quá vớ vẩn. Lạy bà làm con khổ quá bà. Ôi dồi, bà chưa ngủ à? Bà cũng hiểu rồi. Cháu khổ 1 thì bà cũng khổ 10 đấy. Cháu đùa thôi. Thực ra thì bà có ốm đau bệnh tật gì đâu. Chúng nó sợ, chúng nó cứ làm toáng lên ý. Đâm ra lại làm phiền đến cháu. Không, không phiền ạ. Cháu quý bà thật lòng mà. Quý lắm luôn ý. Chỉ là cháu hơi ức một tí. Lại cái con mẹ Xuân nó nói gì chứ gì. Thôi, bỏ qua đi. Nằm xuống đây ngủ với bà. Dạ. Cho gác tài giác. Thế này thì bà còn thở vào đâu. Bà ơi, bà kể cho cháu nghe về bác Quyên được không? Chị ơi, sếp em chưa đến, mời chị vào trong căng tin uống cà phê cho nó ấm ạ. Dạ, sao ạ? Vui mà. Đây là đồ ăn sáng của em nha. Chị cầm lấy ăn đi, đừng có ngại nha. Cảm ơn chị ạ. Mọi người, chắc là mọi người chưa ăn sáng đúng không? Cầm lấy đồ ăn sáng của em chia ra nha. Đây, đừng có ngại. Ai đây? Ai đây? Em đây. Anh Đỗ Hồng. Hả? Sao em? Đồ ăn sáng của anh. Anh xin. Lót dạ trước làm quen sau. Cả nhà mình thụ đi nhỉ. Cảm ơn. À, mọi người, đừng ăn vội. Để em giới thiệu đã. À. Em xin được giới thiệu, em là Kỳ Duyên, vợ sắp cưới của anh Long. Ôi, cái gì? Sụp lòng á. Từ bao giờ đây? Con dâu tương lai của chủ tịch. Sao nhanh thế? Đã chuẩn bị ăn hỏi rồi à? Thì ăn sáng bằng đồ ăn hỏi em. Được mà. Anh Long. Đến làm gì hả? Lao như bổ củi. Em mang đồ ăn sáng tới cho anh. Tại vì em mang hơi nhiều nên là em mới chia cho mấy anh chị em trong công ty để em làm quen luôn. Mọi người biết không? Ngày xưa á là mẹ chồng của em hay mang đồ ăn sáng cho bố chồng của em. Vậy là mẹ chồng của em cứ đổ được bố chồng của em luôn. Nên là bây giờ em cũng muốn làm điều này với anh Long. Chị ăn sáng chưa? Chị Nam, chị ăn sáng chưa? Nhưng mà hết rồi. Cái này là đồ ăn uy ương của em với anh Long. Chị, lần sau em sẽ đền cho chị cái khác ngon hơn cái này luôn. Ôi. Hồn nhiên mà phần hồn nhiều hơn phần nhiên. Gà. Ây da, có thấy sao?
Trời ơi, trong công ty mà có người đẹp như hậu luôn á. Anh Long, anh là phải dắt em đi giới thiệu với tất cả mọi người trong công ty á nha. Chị, em là vợ sắp cưới của anh Long, chị không có được đụng với anh Long của em đâu nha. Người biết không? À, ngày xưa á là mẹ chồng của em hay mang đồ ăn sáng cho bố chồng của em. Vậy là mẹ chồng của em cứ đổ được bố chồng của em luôn. Nên là bây giờ em cũng muốn làm điều này với anh Long. Chị, lần sau em sẽ đền cho chị cái khác ngon hơn cái này luôn. Ôi. Thi ơi. Anh. Buổi trưa nay em đã hẹn với ai chưa? Mình đi ăn đi. Em bận rồi ạ. Thế thì tối. Anh vừa tìm được cái nhà hàng ven hồ, lãng mạn lắm. Hẹn hò ở đấy thì cực đỉnh luôn. Anh biết là bây giờ anh nói cái từ hẹn hò thì nó hơi đường đột với em. Cho nên là anh đi thẳng vào vấn đề luôn nhá. Hiện tại thì anh có một căn chung cư hơn 80m², căn góc. Nhỡ mà sau này vợ chồng mình mà to tiếng với nhau ấy thì cũng không ai biết. Còn về phương tiện đi lại thì anh có 2 con. Một con một con bán tải anh mua hơn 1 tỷ. Còn thứ hai ấy là con kim vàng giọt lệ của ông nội nhà anh để lại cho anh. Mới đi có hơn 1000 cây thôi, mấy con. Còn về bố mẹ anh ấy là cán bộ viên chức về hưu, tư tưởng rất là hiện đại. Tóm lại, chúc mừng anh ạ. Em cứ bình đạm, bình tĩnh và điềm đạm nghe anh để hiểu về anh nhiều hơn một chút. Thì này, nếu sau này ấy, mà em muốn ở riêng thì chúng ta đã có căn chung cư hơn 80m² rồi. Còn nếu như mà em muốn ở với cả bố mẹ anh thì tốt quá. Mẹ anh bảo đứa nào mà về đây làm dâu tao đội lên đầu luôn. Thi ơi, anh nghĩ là đến cái độ tuổi này ấy, mà có điều kiện như anh ấy thì cũng không đến nỗi nào. Cho nên là em cân nhắc nhé. Anh nghĩ là em thích hợp để hẹn hò ạ. Thì thú thật với Thi là anh thích Thi lâu rồi. Nhưng mà từ trước đến giờ anh cứ tưởng Thi với cả sếp Long là một cặp, nên là anh không dám tiến tới. Cho đến hôm nay anh chứng kiến cái cảnh mà sếp Long với cả Kỳ Duyên tình cảm với nhau ấy, thì đúng là anh mở cờ trong bụng luôn em ạ. Mà này, các cụ bảo không sai một tí nào luôn. Nồi nào thì úp bung đấy. Ôi ôi ôi, Kỳ Duyên là thiên kim tiểu thư, con của một chủ tịch tập đoàn dược phẩm lớn nhất thành phố. Điều kiện như thế nhá, sếp Long mình nhá, không thích cũng không được. Mà người giàu ấy, người ta cũng chỉ chọn người giàu thôi. Còn anh em mình mà không đủ đẳng cấp với người ta đâu. Anh cho rằng anh phù hợp để hẹn hò với em ạ? Dĩ nhiên, anh cần đo đong đếm kỹ lắm rồi. Anh Hồng này. Anh đây. Anh nên tìm một người khác cùng đẳng cấp với anh để hẹn hò. Thì ok. Thì ơi, mẹ. Có chuyện gì mà mẹ phải đến tận đây tìm con thế ạ? Rảnh rỗi mẹ tìm con gái nói chuyện không được à? Nước mẹ gọi sẵn cho con rồi đấy. Mẹ cần gì ở con thì mẹ nói luôn đi. Ở đây chắc người công ty con qua lại nhiều lắm nhỉ? Đáng lẽ ra biết là như vậy rồi thì mẹ không nên qua đây. Mẹ phải đến chứ.
đến thì người ta còn biết con có một gia đình đáng giá như thế nào chứ. Nhìn mặt con kìa. Bảo sao thằng Long nó nói con không đủ tiêu chuẩn. Con có vẻ không ngạc nhiên lắm nhỉ? Con biết lý do vì sao thằng Long nó không tha thiết với con từ khi nào. Cho nên là con cố tỏ ra rửng rưng để che giấu đi sự bất lực của mình, có đúng không? Mẹ tha cho con được không ạ? Con người ta cảm thấy hạnh phúc là khi biết chấp nhận những gì mình có, biết yêu thích những gì mình làm. Con nên suy nghĩ kỹ về điều đó. Chuyện thằng Long không xong rồi. Con dâu nhà người ta đã đến tận cửa. Mẹ nhắc lại, thằng Huy rất được đấy. Nhìn mặt con kìa. Mẹ nhớ là cái hồi mẹ cấm con yêu thằng Phi ấy, mặt con giống hệt như thế này này. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Con ấy lúc nào cũng cho là mẹ ép uổng con. Hay là trong thâm tâm con cũng thuận tình theo mẹ. Lý trí và đạo đức của con quẫy đạp, nên con chỉ lấy chuyện mẹ ép uổng con để làm cái cớ thôi. Con là con gái của mẹ. Chả lẽ mẹ lại không hiểu con sao? Mới làm nóng. Đấy, sếp ạ. Đây là sếp ạ. Sếp ạ. Vào đây thấy mọi người có vẻ nhàn rỗi quá nhỉ? Mọi người đang nghỉ giải lao mà sếp. Tôi đã nói là tinh giảm nhân lực gì đâu. Anh, cà phê em pha cho anh rồi đây. Sao không để em mang vào? Cảm ơn em. Anh này, em đã chỉnh sửa hồ sơ dự thầu theo đúng những trao đổi của anh. Em mang qua anh ký nhá. Cứ gửi con mail cho anh, để anh xem lại đã. Dạ. Cô Nam, vào phòng tôi nhá. Hả? Hả, anh vả bây giờ. Đi đi. Đi đi. Sao nhỉ? Dạ, xin lỗi anh. Chắc là anh phải chờ sếp em kiểm tra lại một lát ạ. Được, không sao. Sao dạo này sếp khó tính thế chị nhỉ? Em xin phép. Được rồi. Anh thông cảm nhé. Bình thường chị thi trình lên là sếp em ký ngay không cần xem đâu ạ. Được rồi, anh chờ một lát cũng được. Vâng. Mọi người tập trung làm việc đi. Sếp đã nhắc rồi đấy. Ừ. Sao mà thi gắt thế nhỉ? Đây, đây. Tin đồn người đẹp thất sủng có khi là thật đấy. Ông có cơ hội rồi đấy. Cơ hội á? Ừ. Thôi, thôi, tôi không lội ngược dòng được đâu. Ý, chị Hoa Hậu. Chào em. Chị còn nhớ là em dặn lúc sáng đúng không? Em lo nhầm người rồi. Em mang đồ cho anh Long. Vậy à? Anh Long đang ở trong phòng ấy, em vào đi. Cảm ơn chị. Chị Nam, chị vô phòng anh Long làm gì? Làm việc. Anh Long. Anh với chị Nam làm việc đúng không? Làm việc. Anh để quên đồ trên xe của em nè. Anh không định mời em vô phòng luôn hả anh Long? Anh Long. Cháu bê cho. Đây, được rồi. Chụp cho bà cái ảnh
Anh... Không thì sau này trăm tuổi không có ảnh để thờ. Ủa, bà ơi, ảnh ấy người ta kiêng chụp đấy. Với cả bà muốn đẹp phải ra hàng cô. Cháu cứ nói giống thằng Long thằng Huy thế. Không đứa nào chịu chụp cho bà. Thì sau này bà khuất núi lại vơ quàng, bà cũng không biết nó ra làm sao nữa. Bà cẩn thận đi. Chụp cho bà đi, nhanh lên. Rồi ạ. Chụp mấy kiểu vào. Bà cười đi. Không, ảnh thờ ai cười. Rồi ạ. Đưa bà xem. Đây, đẹp rồi. Ừ, đẹp đấy. Việc gì phải ra tiệm đúng không? Bà đi vào lấy cốc nước uống nhé. Vâng ạ. Này, chụp ảnh thờ với bà tôi rồi đó. Bà cứ bắt chứ. Bà làm sao nhá, tội vạ cô hết đấy. Quang. Nãy ra chờ tôi đưa về luôn. Anh bận như thế, cho đến bao giờ? Ghen nhỉ? Mà sao anh phải quan tâm đến cảm xúc của tôi thế? Ảnh bà đâu? Xem nào. Đừng có mà lợi dụng sẵn sợ. Đi ra. Bầu lắm đấy. Chứ sao? Ê. Đùa. Chụp xấu thế à? Chụp lấy lệ thôi. Ba tôi ở ngoài xinh đến mà chụp xấu. Ở đâu ra đấy? Tôi biết cô rồi nha. Biết gì? Anh Long, anh đừng nói với em á là anh từ chối em chỉ vì cô gái này nha. Kỳ Duyên. Kỳ Duyên. Con đến rồi hả? Mẹ. Mẹ ơi, mẹ nhìn kìa. Anh Long, anh nhìn cái cô này mà anh lạnh nhạt với con. Không, bà nội Long bị ốm cho nên là Nam đến giúp. Ồ, hóa là giúp việc hả mẹ? Ồ, ô xin. Ô xin hả mẹ? Không hẳn là như vậy. Nhưng mà làm việc được trả tiền khác nào là ô xin đâu mẹ. Mẹ ơi, mẹ phải cẩn thận đó. Chứ không ấy là cũng nuốt luôn anh Long của con đó mẹ. Kỳ Duyên. Nè, cô kia cô cười cái gì? Hả? Tôi cho cô biết, cô làm ô xin á thì cô biết thân phận của người ô xin. Đừng có trèo cao rồi té đau nha. Kỳ Duyên. Anh cười gì? Mẹ, tính cho con nói luôn con trai luôn mà mẹ. Cái gì mà ở Mỹ cả lên thế? Hả? Mẹ ạ. Bà nói hả mẹ? Bà nói. Này, tôi đã gặp cô chưa mà đội ngoại cái gì hả? Thì hôm nay bà gặp cháu đây. Kỳ Duyên. À, bà nói, con ô xin nó có chăm sóc cho bà nội tốt không bà nội? À, đây là cháu tôi, không phải ô xin nhá. Mà cô là con cái nhà ai đấy? Vào nhà người ta chưa chào hỏi người lớn mà đã căn vặn đủ điều. Con gái con lứa vô duyên thế nhở? Mẹ, mẹ ơi, đây là Kỳ Duyên ạ, bạn của cháu Long. Long, hết con gái rồi hay sao mà quen cái ngữ này hả? Cái ngữ này là sao hả bà? Kỳ Duyên. Bà ơi, con biết là hôm nay con đang có tâm trạng nên là cháu biết cháu không có giữ lời ăn tiếng nói của mình. Nhưng mà xem như là bà bỏ qua hôm nay hết đi bà. Con hứa với bà sẽ có một buổi ra mắt, con quay lại, con tổ chức thật là hoành tráng và hoàn hảo để làm mát lòng bà, đẹp mặt mẹ. Kỳ Duyên, hôm nay bà hơi mệt, con về nhà trước đi. À, con chào bà. Chào mẹ. Chào anh. Long, cháu hết khả năng tìm vợ rồi à? Đúng rồi. Sao để mẹ cứ phải giới thiệu hết đứa này đến đứa khác thế? Thật.
kỳ nhông chứ không phải là kỳ duyên đâu. Chuẩn nhỉ. Ba. Thôi đi rồi. Hạ Hòa, Hạ Hòa, Hạ Hòa cho xinh. Lên giường ngủ đi. Mà xóa mấy cái ảnh trên Facebook đi. Mình đang rất khó chịu với em. Nếu em sang phòng khác, các con nhìn thấy, chúng lại nghĩ ngợi. Chả lẽ em lại xuống ngủ với giúp việc à? Em trẻ con nó vừa thôi. Thì chả đúng à? Ở nhà này, nhiều khi em còn chẳng được coi trọng bằng cái Sâm. Anh không muốn mắng em đâu. Nhưng em cũng phải xem lại mình đi. Ngân này tuổi đầu rồi, hồn nhiên thì nó cũng có mức độ. Trời sinh em ra như thế, chị em có muốn như vậy đâu. Em cũng muốn khôn ngoan, có địa vị ngoài xã hội như người ta, chứ không phải như thế này. Suốt ngày ru ru ở nhà, đợi chồng có thời gian, đợi con có việc thì cần đến mình. Em bỏ đi cũng chỉ muốn chứng minh cho mình thấy em có thể tự lo được cho bản thân. Nhưng mẹ bị bệnh, em lại là con dâu. Không về thì người ta nói, mà về mẹ nhìn thấy tức giận lại lên cơn. Em chỉ biết nhốt mình ở trên phòng, không dám xuống. Em không biết phải làm gì cho đúng nữa. Em rất muốn giúp mẹ, nhưng sức chỉ có hạn. Mình muốn em phải làm gì, em cũng sẽ làm. Anh xin lỗi, đúng là anh có quá lời. Nhưng mẹ đã bệnh tật như thế, em cũng biết mẹ đã phải vất vả như thế nào để nuôi anh. Anh không thể không chăm sóc, quan tâm đến mẹ được. Còn em, từ trước đến nay, em muốn gì anh chẳng chiều. Nhưng như đã nói với em, tất cả những chuyện liên quan đến mẹ, anh không thể nhượng bộ được. Thôi được rồi, lần này cả hai cùng rút kinh nghiệm nhé. Nhưng không được bỏ đi nữa, anh không thích như thế đâu. Em biết rồi. Cả đời mình đúng, người ta chẳng khen lấy một câu. Chỉ cần một lần sai thì mang tiếng cả đời. Thôi, không khóc nữa, lên giường đi ngủ. Cà phê đặc biệt dành cho anh đấy. Cảm ơn em. Lần trước em đi Tây Nguyên có mua được một ít. Anh vẫn cứ bảo là không cần cầu kỳ, nhưng rõ ràng được uống loại cà phê mình thích vẫn hơn đúng không? Hôm đó anh có việc phải về trước, quên không báo với em, xin lỗi nhé. Hôm đó em thế nào? Công việc của em là trợ lý, anh quên à? Trong bất kể hoàn cảnh nào cũng có thể giải quyết được hết. Nhưng đôi khi bản tính phụ nữ trỗi dậy, em cũng hơi tủi thân một chút. Tối nay anh có hẹn với bên anh Khánh đấy ạ. Ừ, anh nhớ rồi. Thế còn vụ hoàn thiện hồ sơ bên đấy thế nào rồi? Vẫn còn hạng mục điện nước. Cái này anh giao cho Nam mà.
Nam đang bị ốm. Thôi, việc này cứ để sau, không cần vội đâu. Lần đầu tiên em thấy anh linh động về mặt thời gian cho nhân viên đấy. Vì có người nói là anh hơi cứng nhắc. Có lẽ anh cần phải linh hoạt hơn. Thực ra môi trường làm việc Việt Nam cũng khác, không giống như nước ngoài được. Điều đặc biệt thứ hai là đợt này anh còn bận tâm đến việc nhận xét của người khác về bản thân mình. Như vậy là xấu hay là tốt? Em cũng không biết nữa. Nếu như mình được hưởng đặc quyền đặc lợi thì chắc là tốt. Còn trong công việc, nói chung ấy là sẽ hơi mất nguyên tắc một chút. Hai sếp, hai chị. Cô xuất viện rồi đấy à? Sếp vừa nhắc đến tôi đúng không? Linh cảm của tôi tốt lắm. À đây, bàn thẩm định. Hôm nay tôi hẹn giao thì nhất định phải giao. Thề sẽ không bao giờ làm người thất hẹn. Mặc dù đúng là sếp có hơi cứng nhắc thật, nhưng phải công nhận là sự cứng nhắc của sếp nhá, làm cho con người ta không thể không nghiêm túc được. Đấy, sếp thấy tôi trưởng thành không? Cô đau dạ dày mà lắm mồm thế à? Tại nhìn thấy sếp cho nên là tôi có cảm hứng đấy. Chứ với mọi người tôi nói ít lắm. Thế này sếp hỏi chị Thi đi, tôi có bao giờ nói chuyện với chị đâu. Hai người nói chuyện tiếp đi, em về phòng trước. Ngắm tôi đủ chưa? Tại tôi biết là anh không dám ngẩng lên nhìn tôi cho nên là tôi cứ nhìn đấy. Vừa xong tôi nghe thấy hai người nói chuyện đấy. Chuyện xấu hổ thế mà khoe được. Khoe mạnh đi chứ. Vì có người nói là đặc cách khi thấy tôi ốm này, rồi còn nhớ cả lời tôi chê là cứng nhắc nữa. Này, sao anh bận tâm đến lời của tôi đấy? Anh thích tôi rồi đúng không? Ngoài mắc bệnh dạ dày ra, cô còn mắc bệnh hoang tưởng nữa. Bẩn đấy! Sao tôi có cảm giác như là anh đang che giấu một điều gì đấy nhở? Ví dụ như là tim đang đập rất nhanh này, lòng thì rộn ràng xốn xang, xong mặt còn hơi đỏ đỏ đấy. Mặt đỏ á? Này, cô nhìn lại cô đi. Mặt cô đang đỏ thế này. Thôi, nghiêm túc đi. Bố tôi mới mời cô qua nhà ăn cơm để cảm ơn. Thế à? Nhưng mà thôi, tôi không đến đâu. Ăn cơm với những người không thân thiết tôi không thoải mái. Anh nói với bác là tôi cảm ơn nhưng mà cơm thì miễn đi cũng được. Thế cô tự đi mà nói bố tôi. Tôi chỉ chuyển lời thôi. Anh nghĩ là tôi không dám à? Cô đấy cái gì mà chẳng dám. Nhưng bố tôi mời là thật. Nếu cô không đến ấy, sẽ còn bị mời nhiều lần nữa đấy. Nên tốt nhất là đi một lần cho xong đi. Ẻo, có ai mời mọc một thái độ như anh không? Sao? Tôi giống cô thôi. Việc gì phải giống ai, mình phải làm mình chứ. Sao? Anh cũng định đi à? Lại gặp này. Trùng hợp cả lúc đi vệ sinh luôn. Chả hiểu nhân duyên của chị em mình kiểu gì. Em bị ốm à? Nghe nói là phải nằm viện. Sao chị biết? Em vẫn giống y như ngày xưa nhỉ? Thích gì làm đấy, không cần quan tâm đến hậu quả. Chị thích nhắc chuyện ngày xưa nhỉ? Em làm như thế này với anh Long là vì thích anh ấy, hay vì chuyện của chị và anh Phi? Ô, chị chưa về làm dâu nhà đấy mà đã phải đi quản ong bướm xung quanh anh Long rồi, chị không thấy mệt à? Em không phù hợp với anh Long đâu. Có thể anh ấy thích em, nhưng cũng chỉ là vui chơi qua đường thôi. Ôi, em không nghĩ là bây giờ chị lại nhàm chán như này đâu Thi ạ.
Ngày xưa chị nói với em là cái gì nhỉ? À, phụ nữ chỉ đánh son không đánh ghen cơ mà. Trông chị giống đang đi đánh ghen lắm à? Chị chỉ lo em bị tổn thương thôi. Cảm ơn chị. Chị có vẻ thích nói đến câu không phù hợp nhỉ? Ngày trước thì nói với anh Phi, bây giờ lại dùng cả với em luôn đây này. Tiện chị hỏi em, thế em cũng muốn hỏi lại chị. Chị khuyên em như thế là vì em hay là vì chị? Chả hiểu sao thấy chị thiếu tự tin như thế em lại rất vui nhá. Em còn muốn thử xem liệu có thể vui hơn được nữa không? Đằng nào cũng đến cùng một nơi. Lên xe đi, tôi đưa đi luôn. Ô, hay quá, đợi tôi tiền taxi. Anh Long, anh cho em quá giang được không ạ? Xe em hỏng mất rồi. Ừ, em lên xe đi. Nếu không tiện thì thôi em không làm phiền anh nữa. Không sao, em cứ lên xe đi. Thế nếu không tiện thì tôi lại xuống xe vậy? Cô làm chuyện thế nhở? Lên xe đây. Trông mịn màng, căng bóng, trẻ ra hẳn đấy. Ôi. Ăn nhau uống nước đi bạn. Ừ. Bề ngoài thôi bạn ạ. Trông kìa, lại tâm trạng rồi. Đã bảo bớt lo nghĩ đi rồi cơ mà. Bây giờ tôi chẳng thấy tự tin vào bản thân chút nào cả. Cái gì đấy? Một người đầy ưu việt như bạn, bao nhiêu người nhìn vào cũng phải trầm trồ. Thế mà buông ra nói những lời như thế ai mà chấp nhận được? Bạn nghĩ đi, đi chơi với các bạn, chụp có mấy cái ảnh thôi đăng lên Facebook cũng bị chồng cằn nhằn bắt gỡ xuống. Làm việc gì cũng bị mẹ chồng chê trách. Bây giờ tôi mất tự tin vào bản thân lắm. Da mặt tôi mỏng. Cũng chẳng còn mấy nữa đâu. Bạn nói thế là ý gì? Hai người định đi đâu ạ? Bố anh mời Nam qua nhà ăn cơm. Ô, không biết Nam làm những gì mà lại được chủ tịch đích thân mời qua nhà ăn cơm. Có bí quyết gì không? Chỉ cho chị đi. Rất đơn giản. Sống thật này, sống tốt, tích đức. Thế thôi. Cô mà cũng là người tốt cơ đấy. Có lẽ khái niệm về người tốt của mỗi người cũng khác nhau. Anh không phải xỏ xiên. Dù sao thì tôi sẽ không vì mấy cái lời gièm pha đấy mà thấy bản thân mình bớt ưu tú đi đâu. Nhắc đến mới nhớ cái Nam. May mà nhờ có nó, chứ không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Bạn xem, tôi mua cho nó cái vòng, cứ hy vọng nó thích, nhưng cuối cùng nó cũng không nhận. Không nhận á? Bạn là người đầy đủ, cho nên bạn không hiểu tâm lý của những người dưới đáy đâu. Đây là chưa nhận, chứ không phải là không nhận nhá. Bạn nói tôi không hiểu. Rồi từ từ bạn sẽ hiểu. Bạn quên những lời tôi nói với bạn rồi à? Quên thì không quên, nhưng tôi thấy mình đang bị lo quá. Con bé Nam, nó cũng không xấu đến nỗi như thế đâu.
Thôi, tôi về đây, không để bị réo. Thôi bạn về đi. Tớ về nhá. Ừ. Chào chị. Chú ơi, mua hoa cho chị đi. Vâng, cảm ơn. À, tôi ngồi đây một tí được không chị? Chú cứ ngồi đi. À, vâng. Hắn à. Ôi trời. Đây, kéo ra. Có cái cưa mà không đi vừa. Ha. À. Giàu có sướng thật đấy. Nhà đẹp này, xe đẹp này, vợ cũng đẹp nữa, chị nhỉ? Đại gia mà lại. Mà đấy không phải là vợ đâu. Đấy là cái cô nhân viên ý. Là thỉnh thoảng cô lại đến giúp đỡ bà cụ ở trong nhà mà. Chồng cậu ta cũng trẻ mà thành đạt thật đấy. Cứ như tôi với chị á, có mà mơ cả đời cũng chẳng được nhỉ? Đúng là ông trời ông cũng ưu ái. Đã giàu có lại còn thành đạt nữa. Hôm nay mày uống tí rượu nhá. Ừ. Cô uống được không? Ừ. Nam. Dạ. Sang đây ngồi với bác. Ờ, vâng ạ. Mời chị ạ. Mời cô. Con. Con xin. Ờ, hôm nay bà mệt nên ăn ở trên phòng. À thế ạ. Có cái Nam ở đây, chị ngồi ăn luôn cho vui. Ờ, tôi xin phép. Tôi đang giúp chị Sâm chăm sóc bà ở trên gác. Cảm ơn chị. Rồi, mời mọi người nâng ly được. À, dạ. À. À. Úi dồi ôi. Quá, đỡ có làm sao không? Mắt mí mũi cứ để đi đâu ấy. Đã dặn bao nhiêu lần rồi, làm cái gì thì làm phải cẩn thận chứ. Mắt chị để lên đỉnh đầu à, hả? Xin lỗi. Đau không? Đau. Đau đâu, hả? Đau đâu? Ngã ở chân, đau ở tim. Chạy lên đây. Xong rồi từ tim, nó tìm lên não. Thế, tranh thủ mọi người đang ăn. Mới não, não vào trong bếp rửa bát cho em. Rồi dọn sạch cái bếp cho em nhá. Gì? Chị Bích, chị Bích. Chị Bích. Thế em à, chân cẳng đang đau thế kia thôi để đấy. Em rửa nốt cho. Bây giờ chị mang cái bát cháo này lên đút cho cụ. Xong rồi tranh thủ nghỉ ngơi đi nhá. Thế là cháu đi học sớm một năm à? Vâng ạ. Tại ngày nhỏ cháu thấy bọn trẻ con đi học đeo cặp đẹp quá. Thế là cháu về đòi bố đằng nặc. Được đi học luôn. Đứa bé quá không bình thường rồi nhỉ? Ừ, sao con lại nói thế? Cháu lòng đấy bà. Cháu lòng à? Không, thì đã học. Kim Minh, anh đừng lên. Anh mà lên mẹ lại nhầm lẫn còn nặng hơn đấy. À, hay là để cháu lên ạ? Cháu lên giúp bác nhá. Vâng ạ. Con lên xem bà thế nào nhé. Ừ. Sao đợt này mẹ lên cơn liên tục thế không biết? Bởi con bé đến ăn cơm mà lại như thế này. Làm sao bà biết được mẹ lên cơn lúc nào? Bây giờ phải chấp nhận sống chung với lũ thôi. Em nói thế có gì sai? Chả đúng à? Nói thì chú không tin, nhưng mà được của nó đấy chú ạ. Cái thằng lớn ấy là làm giám đốc công ty của bố, còn thằng thứ hai ấy cũng mở nhà hàng tự kinh doanh mà không có dựa dẫm gì đâu. Còn ông bà chủ thì cũng hết ý, ngày lễ ngày Tết cứ đem quà ra chia cho mọi người vòng quanh đây ấy. Mà không phải là cái đồ bỏ đi đâu, toàn là những cái đồ xịn thôi. À, anh này,
Thế bà cụ bị bệnh gì đấy hả chị? Thì cũng bệnh tuổi già ấy mà chú. Cứ nhớ nhớ quên quên ấy mà. Nhưng mà bà này cũng đáo để ra phết đấy. Cứ nhớ nhớ quên quên kiểu ăn người ấy mà. Anh chị ơi, không lừa được bà đâu. Ui. Không giống. Ui thảo nào bà cáu. Bà đập tung tóe ra. Chị Sâm đang bị đánh tơi bời khói lửa kia kìa. Hay là tôi có ý kiến thế này. Không biết con nên nói không? Chị cứ nói đi ạ. Hay là cho con cháu Nam nhà tôi, nó sang đây làm. Ý tôi nói là cháu Nam nhà tôi nó nói thì bà mới nghe ấy mà. Tốt quá ạ. Đứng ngắm hoa nhưng đâu có nghĩ đến hoa đâu. Hoa đẹp phải không mình? Mình này, mình thấy ý của chị Bích thế nào? Em thấy hay đấy ạ. Hay cho mình nhưng không hay với người ta. Thế con bé đến đây với tư cách gì? Chẳng lẽ lại là giúp việc à? Trời ơi, không phải là giúp việc mà là giúp đỡ. Bình thường nó vẫn giúp bà đấy thôi, nhưng mà nó cứ phải chạy đi chạy lại vất vả. Bây giờ ở hẳn đây có phải tiện không? Mà em được cái gì cũng chỉ nghĩ cho mình như thế. Khổ quá. Em biết là như vậy, nhưng mà tình trạng của bà như thế mà đây là ý của mẹ nó thì em nghĩ rằng chắc là ý của nó cũng không có khác. Em Giang ạ. Bà ngủ rồi hả cháu? Dạ vâng, cháu xin phép về đây ạ. Cháu về đi. Nam này. Dạ. Bác có chuyện muốn nhờ cháu. Chuyện gì ạ? Thì tình trạng của bà cháu thấy rồi đấy. Bác rất là muốn cháu đến đây ở để chăm sóc bà. Đến ở đây ý ạ? Ừ, đúng rồi. Cháu... Thôi, chuyện này nói sau. Bây giờ muộn rồi, để cháu về. Cháu xin phép ạ. Con đưa Nam về nhá. Long này. Thôi, muộn rồi. Để con nó đưa Nam về. Con đi nhá. Đi cẩn thận nhá. Mình. Chuyện này có cái gì đâu mà mình cứ quan trọng. Với lại em làm việc này ấy, cũng chỉ vì mẹ thôi. Cái nhà này ấy, vắng tôi một ngày thì mà thành cái chuồng lợn ngay. Con cái lớn mà gần đấy rồi, mẹ không dắt tay chỉ việc, không sắp xếp mọi việc thì có mà ra đường. Mẹ, là ý của mẹ đúng không? Ý gì? Con biết con là con nuôi của mẹ, và con cũng biết là trong suốt bao nhiêu năm qua mẹ luôn đối xử rất là triệt để với con. Mày nói như thế thì ác quá. Bố mẹ nào mà con cái hư đốn không nên không phải, chả phải đánh, phải chửi, phải mắng. Mày để bụng à? Thôi, con hỏi thật mẹ nhá. Tại sao mẹ có thể nghĩ ra cái việc con đến nhà bác Hà làm giúp việc thế? Tiền. Vì tiền thôi. Cái đấy chả có gì là xấu hổ cả. Thôi, chẳng qua là mẹ thấy con này đến ăn cơm, mẹ tức khí, mẹ không cam tâm. Cho nên là mẹ mới muốn con này đến làm giúp việc để cũng giống như mẹ, đúng không? Tại mày cả thôi. Là sao? Mày có thể đến mà không ăn cơm, đằng này lại còn đến ngồi ăn cơm. Mà cái thái độ ăn trên ngồi chấp của mày để cho mẹ mày bưng bê, chẳng qua là mày muốn mẹ mày bẽ mặt mà thôi. Mẹ mày bẽ mặt rồi đấy.
gì thế? Ốm đau bệnh tật gì đâu mà đi vì chờ vị. Mình ơi, mình ơi. Cái gì mình đấy? Hình như là mẹ. Gì? Mẹ ở trong phòng ấy. Em nhìn thấy mẹ đấy. Rõ ràng là em nhìn thấy mẹ đứng ở đây mà. Chả lẽ em lại mơ? Không. Mẹ đứng ở đây. Nhưng em chốt cửa rồi cơ mà. Mình mở đúng không? Tôi chết rồi. Sâm. Dạ? Bà đâu? Đây, bà đây ạ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Ui! Bà ơi! Bà ơi! Chị Xuân này! Chị Xuân, bà đi đâu rồi? Bà! Thôi! Đi lên gọi thằng Long xuống đây, đi lên! Long ơi! Đi tìm bà Long! Cháu nghe ạ. Cháu không biết nữa. Để cháu xuống xem ạ. Bác ơi, bà không đến đây ạ. Dạ. Thế ạ. Vâng. À, cháu nhớ là lần trước có hẹn bà đi công viên. Có khi nào bà đến đấy không nhỉ? Con Khuyên hẹn mình 6 giờ. Mà sao lại tối thế này nhỉ? Sao nó lại hẹn mình ở công viên nhỉ? Nó đi đâu? Con Khuyên nó đi đâu nhỉ? Mẹ có làm sao không? Mẹ có sao không hả mẹ? Mẹ ơi! Mẹ có sao không ạ? Nam! Mẹ! Tại sao mẹ không ở trong nhà mà chạy đi lung tung thế này hả? Các người là ai? Tôi đang ở đâu thế này? Mẹ! Con là Khang đây mà. Mẹ! Mình về nhá. Về đâu? Về nhà mình. Không, không, tôi không về với các người đâu. Tôi không đi. Ôi, Quyên, con đây rồi. Vâng, con đây. Không ai đưa mẹ đi đâu cả. Con bảo này, mẹ,
Giờ mẹ con mình về nhà nhá. Về nhà mình ý nhá. Hehehe